nó và các bạn thấy xung quanh á, mình thấy ấy là mình cũng quay gần xung quanh hết cái tòa nhà mình đứng. Và các bạn thấy nó sẽ có một cái lớp kiến này, lớp kiến ở đây. Tất nhiên là phải có lớp kiến để bảo vệ rồi, chứ đứng tận cái tòa nhà mà 45 tầng như thế này là không có lớp bảo vệ thì không được. Lên đây cũng bình thường, mình thấy nó yên nắng như vậy thôi, nhưng mà mình ở trên cao như thế này cho nên là gió nó rất là mạnh nữa, và gió nó nhiều, phải nói là cực kỳ đẹp nhỉ. Bây giờ mình quay qua đây, hơi nắng một xíu. Đó, các bạn thấy cái khung cảnh, và các bạn thấy này, đó, những tòa nhà, rồi phía dưới là rất là nhiều nhà ở. Đó, mình quay toàn cảnh như thế này, hầu hết là mình cũng đi quay hết rồi. Đây là những cái khung cảnh, một số khung cảnh mà mình quay toàn cái khu vực Tokyo. Và mình như thế này, mình thấy khi mà bay flycam trên này thì rất là đẹp, nó sẽ toàn cảnh nhiều hơn. Mình ở trên tòa nhà này thì tất nhiên sẽ có một số góc là không thể quay hết được. Đó, mình thấy như thế này cũng rất là tuyệt vời, rất là đẹp rồi.